Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một trụ tinh thể thạch anh khói đá nguyên bản nguyên dinh tự nhiên. Tất cả các chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản tự nhiên hết. Nó có cái ba mặt này là da gương và ba mặt còn lại là da mổ bám một lớp tạp chất nhẹ nhàng ở ngoài này, giữ nguyên được cái độ nguyên bản tự nhiên của đá, một trụ tinh thể thạch anh khói khá đẹp. Quý vị thấy độ thông đèn của đá này, thông đèn cực tốt nha, một trụ đá nguyên bản tự nhiên. Độ thông đèn, cái đèn này nó hơi yếu điện một chút, này nó hơi yếu điện, gần hết pin rồi. Một trụ thạch anh khói trà nhẹ, chiều cao đá của trụ này từ trên đỉnh này xuống dưới này là 23 cm, bề ngang này là 10 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nặng là 2,4 kg. Và riêng đá không tác phẩm này nặng là 1,9 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 1.950.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, nguyên bản nguyên dinh. Nếu quý vị nào phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị khi xem video đừng quên cho kênh một like và bấm đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký, để kênh ngày càng phát triển tốt hơn. Mọi người nếu có gì thắc mắc có thể bình luận ở dưới phần bình luận, tôi sẽ trả lời hết mọi thắc mắc của quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.